chân mạt xa chẳng dịu ngon không gái tơ làm tư vài thằng bạn nghèo chung điếu thuốc đôi môi già tuổi đời khi tóc đang xanh vào nửa trang trong hành trình của mình, nhiều khi anh đội thiệt. Các bạn đang làm xuống FM tiếng A. Sam sập bẫy. Sĩ Điện Biên Phủ ở thành phố Vinh, Trần Xuân Kình vẫn giữ cho mình tinh thần lạc. Chính quả táp ha. Quý vị, cái dây cua go quý vị nó bị trùng ha. Để bấm cho nó chạy cho quý vị thấy không? Đây, cái sợi dây cua go này nó trùng mà nó cũng tới tuổi rồi quý vị đây. Quý vị thấy ha? Cái sợi dây trong này. Đấy. Do nó gần tới tuổi nó trùng rồi cho nên là nó bị sút, nó bị nhựa ha. Đấy. Chứ băng thì nó đang hoạt động đó, quý vị thấy ha. Đó, quý vị thấy nó trùng như vậy nó sắp đi rồi, nó mục rồi. Mình để em hỗ trợ thay cho quý vị ha. Thì tất cả các chức năng đĩa em đã test rồi, chung đĩa cũng hoạt động hoàn hảo hết nha quý vị. Thì ai qua, đây là con đại ai qua. Rời luôn nha các bạn. Đây giảm đáng lo đây nha. Tôi xin vào cuộc chính quán để được đi và được nghe những bước xa đi. Ngửa mặt nhìn trời khi rét đêm. Con này thì kích thước cũng khá lớn. 3 gram, này nó hơn 60 ha, hơn 60 cm. Hoạt động tốt cho về. Thì con này em bán thanh lý cho quý vị nhanh luôn ha. Con này thật sự nó rất đẹp quý vị. Đây quý vị xem nè. Đấy, trên thị trường thì có một số loại bán 2 triệu, 2 triệu rưỡi, nhưng mà em bán cho quý vị giao lưu quý vị giá 1 triệu 2 thôi ha. Còn này thì em nhập về cũng lâu rồi, để trong kho nhưng mà nó còn cực kỳ mới ha. Vô quán bọc ở trong bọc mới khui ra. Dây cua rò nó mục với lại đầu tư mới chùi luôn ha. Này thay dây cua rò thì nó hát tốt thôi, băng thôi ha. Quan trọng là cái đĩa này nó còn hoạt động tốt, hoàn hảo ha. Đài bắt tốt, hoàn hảo hết. Nó đẹp như thế này ha. Giá có 1 triệu 2 quý vị ha. Thanh lý cho nó chống chỗ bớt. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.